Đây chắc chắn là đôi giày bóng đá cao cấp đáng chú ý nhất của Nike trong năm 2023, Nike Timo 10 Pro, và đây phiên bản thủ bộ sưu tập Real Impact. Đến tận thời điểm hiện tại, việc thay đổi da tự nhiên qua da nhân tạo thế mới vẫn là một tranh cãi, và cùng Sportline trên tay đôi giày này để xem như thế nào nhé. Đôi giày có tông màu trắng chủ đạo kết hợp với họa tiết màu đỏ đen ở phần cổ giày và gót giày. Anh em có thể thấy một điều đó là quá đẹp phải không? Đặc biệt là logo Sugut được làm nổi bật với viền màu đen chạy dọc ở bên phần má ngoài của giày. Và bây giờ cùng đến với sự thay đổi lớn nhất trên chất liệu của giày nhé. Dòng giày bóng đá thế hệ mới Timber 10 sẽ không còn sử dụng da thật nữa. Thông báo của Nike như một gáo nước lạnh cho những anh em fan Nike Timber. Trước sự thay đổi này, bên phía Nike đã khẳng định rằng chất liệu mới sẽ mềm mại tương đương và có thể là mềm hơn cả da tự nhiên. Cụ thể, phần upper được làm từ da tổng hợp công nghệ mới mang tên Flytouch Pro, mềm, nhẹ và bền là ba yếu tố mình cảm nhận được khi sờ trên tay. Ngoài ra giúp mang lại cảm giác ôm chân cho người chơi, đồng thời sẽ giúp giữ form giày sau một thời gian sử dụng. Và liệu nó có mềm bằng da tự nhiên không nhỉ? Đây anh em có thể thấy tôi nắn bóp các kiểu này, như này mà bảo không mềm nữa thì tôi chịu, nhưng đúng là mềm cũng phải ngang ngửa da tự nhiên đấy anh em ạ. Nói đâu xa, so với người tiền nhiệm Timbo 9 Pro, mình có sở thử và thấy độ mềm mại và êm ái là tương đương nhau. Bên cạnh đó, trên bề mặt upper có các đường vân với chiều dài khác nhau, giúp người chơi tăng khả năng kiểm soát bóng trong mọi điều kiện thời tiết. Lưỡi gà được thiết kế may liền với chất liệu co giãn, tạo sự linh hoạt cho cổ chân người chơi khi thực hiện các động tác sút, chuyền và dê bóng, và tôi nghĩ nó không khó khi xỏ chân vào đâu. Phần đệm gót mình thấy là được làm từ vải nhung dày dặn, nó sẽ giúp đem lại sự êm ái và vừa vặn cho bàn chân của anh em. Và tới phần đệm đế, bộ đệm này được làm từ chất liệu EVA thế hệ mới anh em nhé, với cấu trúc siêu mềm và đàn hồi sẽ mang lại cảm giác êm ái trong từng bước chạy của người chơi. Và chắc chắn vì anh em phải thi đấu trong thời gian dài sẽ không còn là vấn đề nữa. Bộ đế được làm từ chất liệu cao su cao cấp, các đinh có hình dạng elip với nhiều kích thước khác nhau phủ đều trên mặt đế. Bộ đế này thì khá quen thuộc của giày bóng đá Nike có nhân tạo rồi phải không anh em? Chắc mình cũng không cần nói quá nhiều về độ bám sân và độ bền vượt trội của nó đâu nhỉ. Vẫn là một form dáng khá thoải mái, phù hợp với nhiều dạng bàn chân, kể cả là những anh em có bàn chân bè nhiều, mu bàn chân dày. Nhưng mình thấy nó không được thoải mái như Timbo 9 Pro đâu. Tổng kết lại, nếu anh em muốn trải nghiệm một đôi giày bóng đá với công nghệ mới đem đến cho anh em cảm giác chơi bóng khác biệt thì có thể chọn Nike Timbo 10 Pro và ngược lại. Sự êm mềm của da thật và đặc biệt là công nghệ đệm đế xịn sò như React trên Timbo 9 Pro cũng sẽ là sự lựa chọn của rất nhiều anh em. Hiện nay cả hai dòng giày này đều đã có trên kệ giày của Sportline. Anh em hãy nhanh chân qua cửa hàng để thử trực tiếp hoặc tham khảo trên các nền tảng mạng xã hội của Sportline Việt Nam để đặt mua nhé. Cảm ơn anh em.